đóng sẽ đóng lại và ngày hôm sau họ mới qua được. Như vậy thì họ rất lỗ vốn. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái xà lan này có thể qua được. Theo mình nghĩ là mà chắc có thể là cũng đúng rồi. Ok, qua rất là ngọt luôn. Bây giờ nước bình rồi các bạn, nên các tàu ghe như có hình như là qua hơi dễ dàng hơn, khá là dễ dàng. Và mực nước giữa hai bên nó khá là bằng nhau. Chiếc xà lan chở đá này là vượt lên lần thứ ba nha các bạn. Lần này lần thứ ba sau hai lần thất bại. Xà lan rất là lớn các bạn, đang chở đầy cát và đang tiến lên.
chạm với cái cánh cửa cống. Anh chàng bé tẹo đang tiến lên.